Xin chào cả nhà, hôm nay thì Kantar TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái kết quả hiệp một trận đấu giữa U23 Việt Nhật Bản gặp U23 Campuchia trong khuôn khổ là giao hữu trước thềm SEA Games 32 của đội bóng U23 Campuchia và Nhật Bản. Trận đấu này bây giờ cũng đã kết thúc hiệp 1 và có phần thắng tạm thời nghiêng về Nhật Bản với tỷ số là 2-1. Nhật Bản chính là đội ghi được bàn thắng trước với một cái pha dứt điểm rất là quyết đoán của bên phía tiền đạo của Nhật Bản. Sau đó thì Campuchia đã có bàn thắng gỡ hòa từ một cái tình huống đá phạt hàng rào, thì khi mà cầu thủ của Campuchia đã sút trúng hàng rào bật vào tay của một cái cầu thủ bên phía Nhật Bản và trọng tài đã rút thẻ vàng và cho bên phía Campuchia được hưởng một quả penalty 11 m, và sau đó thì bên phía tiền đạo của Campuchia đã không bỏ lỡ thời cơ, đã quân bình được tỷ số cho Campuchia từ trên chấm 11 m. Những phút sau thì Nhật Bản đã tràn lên tấn công, với đẳng cấp của mình thì Nhật Bản đã nâng được tỷ số lên 2-1, và kết quả này cũng chính là cái kết quả của hiệp một trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 Campuchia. Và bây giờ Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn thương Thai TV thì hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thái TV qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị và các bạn nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua. Và bây giờ, xin chào.